Kính thưa quý vị, những ngày này cả nước đang sục sôi ngọn lửa dân tộc, hàng triệu người, mọi góc mắt trái tim, ý nghĩa của cán bộ và người dân đang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, nơi Trung Quốc đặt dàn khoan di động trái phép vào sâu trong thềm lục địa và vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tổ quốc đang cần lắm sự chung tay góp sức, đoàn kết đồng lòng của mỗi người dân nước Việt. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu hào hùng của bài hát Tổ quốc gọi tên mình, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cần, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai qua tiếng hát của ca sĩ Duy Phường cùng tốc múa đến từ câu lạc bộ múa Thiên Đình Nhỏ Cung Văn Hóa. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển bao tố dập dồn trắng lưới bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, bao chiều người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng. Bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc.
ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Tổ quốc gọi tên.